Công ty Ý ký hợp đồng bán máy bay với Bộ Quốc phòng Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký một hợp đồng trị giá 280 triệu euro với nhà sản xuất Alenia Aermacchi của Ý để mua 8 máy bay M346 để đào tạo phi công. Bước cuối cùng của quá trình đấu thầu đó là buổi ký kết hợp đồng đã được tổ chức tại cơ sở không quân Dublin, nơi các thử nghiệm của chiếc máy bay mới đã được thực hiện trước đó trong tháng. Ngoài việc cung cấp máy bay, thỏa thuận cũng bao gồm hỗ trợ hậu cần, một chương trình đào tạo phi công và kỹ sư và một hệ thống đào tạo trên mặt đất. Ba Lan là thành viên NATO duy nhất đang gia tăng chi tiêu cho các thiết bị quân sự. Quốc gia này có kế hoạch chi khoảng 45 tỷ Mỹ Kim trong thập niên tới để gia tăng sức mạnh lực lượng vũ trang. Điều này đã thu hút sự quan tâm của các nhà sản xuất quốc phòng châu Âu và Hoa Kỳ. Đơn đặt hàng của các công ty này đã bị ảnh hưởng bởi sự cắt giảm chi tiêu quốc phòng ở những nước khác. Alenia Aermacchi đã giành được hợp đồng ở Ba Lan trong một cuộc cạnh tranh với BAE của Anh Quốc và Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Máy bay M346 của Ý hiện đang có cơ hội trở thành một phần của lực lượng không quân Hoa Kỳ và không quân UAE và để thay thế cho máy bay Alpha Jet và các máy bay đào tạo khác trong 12 nước châu Âu. Chủ tịch của Alenia Aermacchi, ông Joseph Giordu, nói rằng tham gia các cuộc đấu thầu quốc tế và giành được chiến thắng có nghĩa là công ty Ý có sản phẩm tốt nhất hoặc giải pháp tốt nhất. Bộ Quốc phòng Ba Lan đang hy vọng có một sự hợp tác chặt chẽ hơn với nhà sản xuất Ý trong tương lai, mà cho đến nay có khoảng 3.000 nhân viên ở Ba Lan. Phó Bộ trưởng Quốc phòng, ông Czesław Mosek, nói thỏa thuận này không chỉ liên quan đến việc cung cấp máy bay đẳng cấp thế giới để đào tạo phi công Ba Lan, mà còn mở ra cách thức cho hợp tác kinh tế.